Xin kính chào quý vị và bà con. Hôm nay nhìn chung thời tiết biển đang dần ổn định, sóng gió đã giảm cường độ, bà con có thể yên tâm đánh bắt. Thêm nữa, thời điểm này nhiều vùng biển ven bờ đang xuất hiện các loài cá nổi với mật độ cao, nhất là ở ven bờ khu vực từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống tới Quảng Ngãi. Dịp này bà con khai thác được sản lượng tốt cá cơm, cá nục, cá đủ, cá đục, tôm và ruốc. Thời tiết cũng ủng hộ, trong ngày và đêm nay dự báo khu vực này trời hoàn toàn không mưa, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió ở đây là từ cấp 3 đến cấp 5 và sóng dưới 1m50. Khu vực có thời tiết tốt cũng mở rộng ra vùng biển ở ngoài khơi như là quanh ngư trường của huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo ngày hôm nay trời không mưa, gió ở đây khoảng cấp 5, tuy nhiên thì sóng vẫn có lúc cao từ 2 đến 3 mét. Sóng gió ở vùng biển quanh ngư trường của huyện đảo Trường Sa cũng không đáng ngại. Gió ở đây khoảng cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng khoảng 1m50 tới 2m50. Thế nhưng mà bà con hoạt động trên khu vực này thì cần lưu ý, trời còn có mưa rào, rải rác còn có dông. Trong mưa dông có thể xảy ra cả lốc xoáy và gió giật lên tới cấp 6, cấp 7. Lui xuống miền Trung, hôm nay thì nắng sẽ trải đều ở hầu khắp các thành phố. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần từ Bắc trở vào đến Nam, với mức nhiệt từ Thanh Hóa trở xuống đến Huế là 26 đến 28 độ, Đà Nẵng đến Tuy Hòa 27-29 độ, còn Nha Trang với Phan Thiết thì nhiệt độ nhỉnh hơn hẳn 31-33 độ. Chúng tôi sẽ cập nhật các diễn biến thời tiết mới nhất trong các bản tin tiếp theo.